Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản TikTok Trung Quốc. Các bạn chưa tải app TikTok Trung Quốc thì hãy xem video cách tải TikTok Trung Quốc của mình, rồi cài đặt về máy đã nhé. Sau khi có app TikTok Trung Quốc, các bạn mở ứng dụng lên. Tại giao diện TikTok Trung Quốc để theo dõi người dùng, các bạn phải đăng ký một tài khoản TikTok. Khi bấm vào theo dõi một ai đó, nó sẽ hiện ra mục bắt các bạn đăng ký tài khoản. Như các bạn thấy trên ứng dụng, bắt điền số điện thoại của Trung Quốc để đăng ký là +86. Các bạn cứ bấm vào chỗ +86 rồi tìm xuống chọn +84 của Việt Nam nhà mình thôi. Sau đó điền số điện thoại của các bạn vào, lưu ý là bỏ số không đằng trước đi nhé. Tiếp đến các bạn bấm vào dòng chữ mà mình khoanh tròn đây nhé để nhận mã xác nhận gửi về điện thoại. Nhận được mã xác nhận gửi vào số điện thoại mà các bạn đăng ký, các bạn điền mã gồm 4 chữ số vào. Điền mã xong, các bạn bấm vào cái dấu tích mà mình khoanh tròn màu đỏ đây nhá. Như vậy là các bạn đã đăng ký thành công một tài khoản TikTok Trung Quốc rồi đấy. Giờ các bạn tha hồ đăng video của mình lên hoặc theo dõi người dùng khác trên TikTok nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.